Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Dạ, hôm nay em đi chợ, ghé vào tiệm xe đạp, xem mấy cặp vành bánh này để quay cho quý cô chú, anh chị và các bạn xem vành bánh này ở đây bán giá bao nhiêu hen. Ở tiệm này có bán bao nhiêu cặp vành bánh và giá bán bao nhiêu, em sẽ quay đăng hết cho quý cô chú, anh chị và các bạn xem tham khảo nha. Dạ, còn bây giờ em xin phép tạm dừng nói lại vì ở trong tiệm em không nói được nhiều ạ. Vậy em xin phép chỉ quay hình và giá thôi. Quý cô chú, anh chị và các bạn có cần thì xin liên hệ qua Zalo cho em nha. Dạ, rồi bây giờ bắt đầu em xin phép đi vào quay từng chi tiết của từng cặp vành bánh xe. Bây giờ em thấy còn có chiếc xe đạp đua tay công hiệu Canon Đê Đư. Em quay đăng luôn ạ. Dạ, xin kính mời quý cô chú, anh chị và các bạn cùng theo dõi nha.
これすごいけど。
今天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